Rồi xin chào anh em á, mình lên vài món anh em ơi. Bán gom tiền mua đồ chơi, chuẩn bị mua đồ chơi. Tiếp theo của clip ngày hôm nay là cái mã đồng hồ 680 nè, 422. 608 gồm hai cái đồng hồ nữ tự động. Có hỗ trợ lên dây cót nha. Có tự động rồi có lên dây cót tai nữa. Ngày anh em dặn chừng 10 cái đó, dặn như là 1 2 3, không phải là 10 vòng. Nếu mà không đeo. Còn mình đeo thì mình mới về nó chưa có giới thiệu, mình dặn vài cái rồi mình đeo vô nó chạy đúng. Còn cái này á Kansai da băng mặt cũng còn khá đẹp đó. Nữ tai ba mấy mình luôn à. Thước này bị bể mặt kính. Size 33. Còn cái nam này là size cô cổ. Size 38 rưỡi. Hiện tại là nó bể mặt kính với lại nó vô bụi nè. Máy còn đẹp. Mình bán cho anh em nào quen thợ á, thay kiến phục chế lại, thay dây hay là muốn làm dây thì nó theo 5 tháng thôi, cũ. Máy mình thấy còn khá đẹp. Máy nó không bị vô nước thì có khả năng anh em chùi dầu lại được ha. Nên mình bán nó chạy cổ máy cổ xa băng nè 6106 C. Nặng rồi. Chạy ra đứng là nặng rồi nè. Tình trạng sao mình quay rõ vậy ha. Cái này bể mặt kiến, cái kia còn khá ok. Cái nam cái nữ nè 608. Chưa bao gồm phí ship. Vậy anh em phục chế à, nếu mà quen thợ quen á, hoặc biết hay là hay sửa đồng hồ quen ha, chứ mình đi sửa lung tung nó tốn tiền mà nó không đạt đó, anh em đồng hồ nó vậy. Cái cổ cổ này phải biết làm mới được. 608 mã số 42 423 một cái đồng hồ đo view em điện tử đẹp Yokogawa có nắp luôn 430. Nó gồm có thang đo vol DC AC ohm thông mạch AC trước ha. Đó, chính xác cái nút này thì dừng nè. Mấy cái milivol này nó nhảy đằng sau là milivol nha, nhỏ lắm này không có ảnh hưởng gì nữa nha. Cái nút này sao mình bấm không có tác dụng. Để select mà thấy đâu có màu gì đâu mà chọn. AC điện mình xài khoảng 107V đó. Thì mình có cái đồng hồ vol trên này mình dòm nè. Rồi đo ohm. Mấy cái này nhỏ anh mình phải dặn khéo đây nè. Được cái nó nhỏ gọn, mã này nó có cái nắp nữa, bỏ đi cũng dễ. Này sao mấy ohm này nè. Bản thân cái điện trở này đã có sai số rồi nè, mình chỉ test tương đối thôi nha. 68V nè. Nó hiện 67V mấy. Ohm mấy. Rồi đo thông mạch. Có tiếng kêu á. Vậy thôi. Đo DC. Cục này khoảng 3V nè. 3V. Cục ly ông này tầm 4V. Rồi giá là 430 nha, chưa bao gồm phí ship. Có một cái điểm nhược điểm là bị bể cái ngàm để gài vô đây. Yokogawa này, hàng này mình mua lô hàng bãi Nhật mình, anh em made in Taiwan nha. Chứ coi kỹ với lại nó là tiếng Anh đó, mình muốn tra model thì tra. Đồng hồ là nằm trong bịch là biết, trong hộp này là biết đẹp ha, để ship ở đây gọn lắm đẹp.
chung là không có mắc nước vậy đó. Đó. Đây là mất thời gian. Rồi này. 423. 424 mình bán mấy cái món này 170. Gồm cây dao rọc giấy, ốp pha là nhôm. Này cái rửa lưỡi này lưỡi cắt xốp còn bén mà hơi đen nha, lưỡi rọc giấy đây. 170 gồm cái này. Với lại hai cây dũa. Dũa mịn nè, mỏng, dũa lá. Với cây dũa này này hiệu con cá nè, con cá xịn. Cái đèn pin này bị hư. Hư cái đuôi mở không ra là mua lúc mua nó dập rồi nè. Bên đó nó đục ra nó bỏ. Còn cái bóng đây mình không biết đứt hay không nha, mình bán đại vậy đi. Cái đèn này đèn Mỹ á, nhưng mà xài cái pin tiểu nhỏ xíu à. Với lại cây viết này thấy đẹp đẹp lụm chơi, cây viết cảm ứng. Cảm ứng điện thoại 170. Cái bãi nhiều khi thấy là đẹp đẹp tí tí lụm vậy, gom món này bán xét về kiếm ly cà phê có mình xiên mình làm, nhiều khi mấy anh em kia người ta không làm nữa, thì anh em thấy được thì ủng hộ cho vui nha. Chứ còn nếu mà bán rồi thôi đợi xéo khác nha em. 425 mình bán cái đèn pin này giá 250 nè. Ba cái đèn pin. Đầu tiên cái nhỏ, cái nhỏ nhất, xài viên pin tiểu 3A, 3A là nhỏ nhất. Đó, 3A nè. Nhìn nhỏ xíu à. Cái này công suất nhỏ nha. Để sôi những cái vị trí như trong tủ điện cái gì tối lắm mình mới sôi cái này, nó nhỏ nè. Có hiệu đàng hoàng, hiệu này hay làm đèn bán qua thị trường Nhật ha. Cây thứ hai là cây Gentot. Nó có trầy rồi nè, đầu mà bóng chá là kê. Xài một viên pin tiểu 2A. Cây này cũng khá sáng. Không, cũng được ha, làm tủ điện đó. Đó nó vậy nè. Đây. Cây thứ ba là cây này cũng hàng bãi luôn, thân nhôm phay đồ làm đẹp lắm mà không có hiệu, chá sâu rồi xa. Đó, ba cây 250 này nó dính nha, dính dơ. Ánh sáng cây này thì khá sáng rồi khá xa. Nhưng led đẹp, pin thì chế, cái chế gì nó là xài cái đốc này nè, cái đốc xài 3 viên pin tiểu nhỏ cùng với cái đèn này nè, nhỏ nhất đó, pin tiểu 3 đó, cái đốc là nó chắc cũng còn được, hơi ten ten chút rồi mình lấy ra, mình bỏ viên pin li-ông như cho anh em, trông sạch sẽ nha. Pin li-ông này là pin Samsung 3A, mod cho nó vừa sai, bỏ vô xài luôn, khỏi tốn tiền mua pin tiểu. Cái này nó có cái lông đền với anh em dặn hơi cắn cắn mình khéo khéo. Cái lông đền này để làm cái gì? Chắc để trang trí cho đẹp thôi. Cái răng này phải tha miếng mỡ silicone cho. Nó dặn không được ngon lắm cái răng đó nha. Rồi ba này 250 nè. Hai cây có hiệu, hai cây không hiệu. Với một cây không hiệu. 250 luôn. Cũng thích thằng pin hay mua, có điều mua về trải nghiệm xong rồi bán à. Còn cái nào thích hay giữ một hai cây nhiều quá thì cũng không có khả năng. 426 cây thước hiệu chim cánh cụt xin qua đó à. Ngoại hình thì cũng còn khá, thân đồ khá khá, có một cái là nó vỡ cái mặt kính rồi mà số rõ đẹp anh em. Anh em về ca clip là cho nó vừa theo cái lực tay nha, nếu mình đẩy quá là nó sẽ âm nè, không? Đó, mình để không. Đầu này cũng còn được, có mẻ xíu. Ủa này dính dơ.
Bên đây cũng có mòn một chút nữa ha. Rồi, giá là 350 nè. Không có sửa chữa gì ha, chủ yếu là mua về nó nguyên vậy nè. Bên đó nó cắt, nó chế gì đó. Là nó dính keo gì không biết. Mấy thứ không có, mình không có sửa được. Đây là đoàn tâm này. Mình lấy canh lá thử mình đo đi. Canh lá của SKF mà. Rồi nó cũng đều cũng hơi trầy 0.5 đó. Mình đo sâu trong rồi. Còn đó ngoài, nó ngoài nó mòn hơn một chút phải không? Đó, 0.9 nè. Đầu này. Với lại tùy cái lực tay nữa. Mình đóng vô cái kịch là thấy nó khác thì ha. Thứ mà phải xài nhẹ nhàng là đó. Mã số xin qua. Cái bên đó mấy anh đó cắt á, nè anh nó giấu keo cũ lắm ha. Anh cắt cái tem ra anh xin nó làm gì à, mà có nhiều có thiếu ở đây con ốc nè. Con ốc để mình gắn, hình như nó có cái gì ở đây. Ở đây cái đầu đẩy đây cũng được này, có dấu rồi nè, dấu đẩy á. 350 nè, số rõ dễ đọc. Xin qua thì hàng mới nó thấp, nó rẻ tiền hơn MitoToyo một chút nha. Hàng mới rẻ, hàng cũ rồi nó hoạt động mình bán cũng mềm hơn, mà hiện tại đồ nó mắc quá, chỉ bán được vậy thôi. 426 350. Em anh em mua cái thước Việt Nam điện tử đây chắc cũng tầm phải 200 chứ đâu mới xài được chứ, 200 mấy. Mình mua này cái kiến thì chịu khó mày cắt miếng mica bỏ lên là xong, cái bằng keo hai mặt dán lên xài. Nhiệt nó quan trọng là cái bo mạch của nó chịu được bền. 427 một cái đồng hồ báo thức anh em, 220 ngàn. Cái này nó có cấn đây xíu là anh em lấy cana, anh em nào biết đánh mica lấy cana với lại cái gì đó mịn đó. Mình chà nó hết nha, còn không thì đứa để vậy thôi, để bàn mà để bàn làm việc rồi chơi. Có báo thức nữa, có giờ thế giới nữa nè, radio control gì đó. Thì mua này hàng Nhật Bản còn hoạt động, mình mua về không có sửa nha. Số rõ đẹp lớn lớn, giá 220 đồng hồ báo thức. Nên mua cái đồng hồ đi thường cho báo thức cho con đi học thì nó cũng đã 100 mấy 200 ngàn rồi. À, đó mình mua lúc mà bé nó mới học, nó mua chưa dễ xài có 1 năm hơn. Ở này đồ bãi người ta quăng bên đó đùng đùng rồi tới về đây nó vẫn hoạt động bình thường nè. 428 một cái VOM cổ xanh qua này, cổ á, thân bằng phíp nè, nắp sắt nè, có điều nó bị cấn sơn lâu năm nó chạy chỉ tôn nó cũng vậy. Test trước mở ra, mình bán 330 nha, không có dây này, bằng phíp luôn. Mấy cái dây này anh em mua dây thông dụng nha, còn cái đầu này thì dễ lắm, mình lấy cộng đồng mình hàng mình cắm vô thôi, có gì đâu. Cộng đồng đúng sai đó. Đo điện điện nhà mình, điện đang xài đây là 100 lẻ đó nè, hơn 100 nè, đó. Điện DC nè, nãy 4V nè, có pin nè, pin này nãy 4V rồi, để thang 10V nè. Cái này là cộng, là mình để dây cùng màu đó. Chói không? Có chói là thấy. 4V đây, nhìn kỹ ha. 4V ngay số 4 luôn nè. 6 là 8 là 10 nè. Cổ nó hơi xấu chứ nó đẹp thì giá nó cao hơn. Nó hơi cũ là do nó nằm lóc mưa gió.
Mấy ngóc nó xài chip dẹp mà bằng đồng. Khổ lắm à. Con này nó bị bại cấn rồi nè ha, có dấu ở trong còn sơ đồ là giấy nó vàng không, linh kiện còn nguyên. Hồi nãy nó có cái một cái chân pin nó bị giấy rồi, mình hàn lại nè. Rồi vậy đó là gì á, hồi nãy nó nứt cái bát vàng ốc khổ mà. Cái còn cái mấy cái chân tiếp điểm thì anh em khỏi lo, đời này nó dày lắm, bao mình nhận tới nhận lui thoải mái luôn. Sắt mà kẽm còn sáng trưng nữa ha, không có bị ten, không bị nước ha. Đó là tử kim nè, đồng hồ cổ là nó vậy thôi, đo đo vol ACDC, đo đo 330, mặt này mặt kính luôn, nhưng mà đó, ngoại hình nó cho anh em coi nó có xấu. Bốn hai chín một cái máy radio Toshiba này mày, không bị mất cái nắp pin luôn. À con này thì nó bắt được đài thông dụng ở đây, hát được CD hả. Con này tuy nó xấu rồi, mặt này nó lộ này, mà hàng bãi dơ về mày bỏ CD vô hát liền. Nói chung còn Nhật mình thấy hổm ra mình mua cũng nhiều máy á, nhưng mà thấy là cắm vô CD rồi đa số đọc hết. Thấy vậy là thấy được cái chất lượng của cái hàng người ta làm á, dù cái máy nó nhỏ đó, dòng phổ thông bên đó nhưng mà nó làm chất lượng là đẹp. 200.000 cho anh em nào nghe đài chơi điện 100V, hoặc là muốn chế pin thì chế thôi. Con này dễ, anh em bỏ hai sao pin li-ion như đây nè, làm lại để trên bàn thôi, khỏi mình khỏi quay mặt sau là gì, nó sẽ không có xấu hơn. Đĩa con rô mình để cũng trầy dữ lắm ha. Đó thấy anh, nó trầy nè. Đĩa thì trầy ngang thì nó nguy hiểm hơn trầy dọc nha. Trầy dọc một đường thì nó vẫn đọc được. Power. Đang sạc cái cục sạc dự phòng đó, mua về vậy đó, không ai mua, mình mua về nghiên cứu trải nghiệm chơi vậy, mở ra coi trong nó cấu tạo sao. Nhiều lúc nó tốt đó, lúc nó nguồn mở lên này. CD ha, test từng cái cho anh em, rẻ tiền thì cũng phải test. Những cái máy nhỏ của Nhật nó không có lớn đó, nên không có đập phát trong máy Trung Quốc đâu, nhưng mà tiếng nó thanh nha, trong sáng rõ ràng. Qua bài đó nhanh luôn không, kiểm soát phương tiện kinh doanh vật
mình không kéo anh tay em đó. Thành ra là các con mà đi học có điều kiện như thế này thì thật sự mà nói, khi mà tụi mình nhìn vào thì cảm thấy rồi nè, cũng còn khá đẹp mà nó bị mất cái nắp pin thôi. Rồi mình bán. Cho vui thôi chứ mua nhiều khi mua bằng giá đó. Có mấy bữa anh mua gom đồ này đồ kia đó, mình bán có dây nguồn anh em về đầu tư thêm sợi dây nguồn 10.000 đến 20.000 xài nha, mình hết rồi. Và để test máy nè, nó vậy thôi. Anh em trải nghiệm nó, nó kết nối được điện thoại, nó cái con này là kết nối được qua cái jack này nè. Đó, cắm vô đây. Cái này mình bấm link rồi nó hát luôn. Còn anh em muốn làm lo Bluetooth thì mình mua cái dây Bluetooth mình cắm vô đây luôn. Đó, nó thành lo Bluetooth luôn. Tất nhiên là phải ngon hơn một cái máy mà cái đài anh em mua thị trường Việt Nam mình tầm 250.000. 300.000, cái này ngon hơn nhiều. Nhưng mà không có CD đâu nha, ở Việt Nam mình có CD nó phải mắc ra. Tại vì cái dàn cơ CD dưới con mắt rồi nó không phải chiếm hết phần trăm của giá trị của cái máy rồi. Nên là ở đây nó không có đầu tư CD. Nhưng mà giờ CD mất người nghe, nhưng mà nếu mà ai mà thuần nghe nhạc đó, nghe tiếng sáng rõ ràng đó, thì người ta nghe CD vậy nè. Còn người ta muốn nghe lời hát nó nó nghe nó ấm áp, nó hay hay á, thì mình nghe băng cassette nha. Ai mà nghe quen băng cassette thì nó có cái hay riêng của nó, mấy cái tiếng kèn, tiếng đàn rất là hay, tiếng kèn nó rất là hay. Âm thanh đĩa không có, âm thanh đĩa thì nó không có mang được cái đó. Còn âm thanh số những loại khác nữa, hay một cái trường phái khác nữa. Rồi, xin cảm ơn, chào và hẹn lại anh em clip sau nha. 429 hết rồi, đúng rồi. Nhưng đó là